thông lên trên. Cái đầu ngọn nó dẻo này. Cha bánh xì xì nước ra. Đây này cho vào. Xin chào tất cả anh em yêu thích Mai Vàng Yên Tử. Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại kênh video của mình. Hôm nay mình rất là vui khi là một ngày rất là tuyệt vời, khi đã có rất là nhiều anh em đến vườn mình giao lưu và mua bán cây Mai Vàng Yên Tử để phục vụ cái dịp Tết Nguyên Đán 2022 sắp tới. Thì thời tiết bây giờ nó đang là sang tháng 9 âm lịch rồi, thì đã rất là hợp lý để bắt đầu đối với anh em mà chuẩn bị cái hàng mai Tết để bán cho cái dịp Tết năm nay này. Thời điểm này thì chúng ta đã thể chọn được những cây mai Tết để mà chúng ta chơi, chúng ta mua bán là rất là thoải mái rồi, vì cái nụ nó đã hình thành rất là rõ nét. Thời tiết miền Bắc này rất là khác thời tiết miền Nam anh em nhé. Thế nên cái cây mai vàng mà thời tiết miền Bắc ấy, thời điểm hiện tại mà chưa có nụ ấy, thì là sẽ không thể nào bán Tết được, không thể nào ra hoa để bán Tết được đâu anh em nhé. Thế nên là thời điểm hiện tại đấy, tất cả những cây mai vàng ở Yên Tử đấy, để mà phục vụ được dịp Tết năm nay là phải có lụ hết rồi đấy, cái chấu nó phải nổ rõ hết rồi đấy. Và cái thời tiết miền Bắc ấy, thì cái thời kỳ này ấy, lá mai nó sẽ hơi xuống lá anh em nhé. Cái lá nó sẽ không được xanh nữa mà nó sẽ hơi ngả vàng, đây là hiện tượng hết sức là bình thường, nó không phải là một cái sâu bệnh gì cả. Thì hôm nay là mình cũng đang xuất một nô đây, nô mai vàng Yên Tử để mà chơi Tết, nụ rất là nhiều đấy, những cây rất là to luôn anh em. Những cái cây này thì giá thành nó cũng hết sức là bình dân thôi, non này nó to lắm anh em, thể nhìn trong hình như này. Nhưng mà đâu nắm lúc thì đôi khi mình chụp hình gửi đến anh em ấy, thì nó khi nó qua hình ảnh ấy thì nó sẽ cảm thấy nó hơi nhỏ đấy, chứ khi mình lên xe anh em thì thấy này, to ơi là to. Thì mình khi mình chụp ảnh thì mình chủ yếu là muốn gửi đến anh em sao xem nó được chi tiết nhất thôi, chứ cũng không phải là phô trương lên ảnh nó như kiểu như là nó kiểu như là người ta hiểu sai về kích thước ấy. Từ đây xuống đấy thì không bỏ bạn là không được anh. Những cái cây này thì bây giờ mang về thì anh em chỉ có thể là trồng trực tiếp sang chậu khác, không phải non nó nở hoa. Vì hiện tại là những cái cây mai vàng Yên Tử này thì đều được quấn bầu nưới hết sức là chắc chắn, nên vận chuyển là đảm bảo rồi. Và thời tiết miền Bắc nó đang là rất là lạnh, nhiệt độ thì bây giờ đêm có thể xuống đến 18 độ rồi, thế nên anh em không phải sợ nó nở đâu. Nhiều anh em mình lúc trước thì thấy cây mai nó nhiều nụ thì cứ sợ nó nở. Ở trên kia còn mấy cái nụ mà bố cho nốt đi. Trước mắt các bạn đang thấy đây là loạt cây giống mà mình đang xuất. Đấy, thời điểm hiện tại thì mặc dù là đang đến thời tiết của mùa đông, nhưng mà lượng mưa năm nay ở ngoài miền Bắc cũng rất là nhiều, rất là thích hợp cho anh em mà trồng cây. Đấy, cây giống rất là đẹp và khỏe mạnh. Đấy, như anh em nhìn thấy trước mắt này. Hiện tại cái chiều cao của cây giống này thì nó rơi vào từ 30cm đến 60 phân. Cây giống rất là khỏe mạnh và đẹp. Đây là khu vườn ươm giống của mình đây. Đấy, mình quay cho anh em xem. Thời điểm thì cứ từ
cuối năm đến đầu xuân thì trồng mai rất là đẹp. Mai thì thực ra nó không không kén là cứ phải trồng nhất thiết vào cái thời gian đấy, có thể là trồng quanh năm được, nhưng mà đẹp nhất là những cái thời điểm như vậy. Đấy, nếu mà anh em mà trồng thì nên bố trí thời gian sớm để mà trồng cây sao nó phù hợp với điều kiện là tốt nhất, đỡ phải tưới nước nước cái thứ và tỷ lệ cây nó phát triển nó sẽ nhanh hơn. Hiện nay thì cây mai vàng yên tử này thì nó vẫn chưa được phổ biến quá là rộng ở ngoài miền Bắc, chủ yếu vẫn chỉ là ở khu vực xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là trồng là chủ yếu, đó là nơi mình đang sinh sống. Và cái cây mai vàng yên tử này xin nhắc lại mọi người, đó là cây mai vàng của miền Bắc nhá, không phải dòng mai vàng của miền Nam. Thì rất là nhiều anh em trồng hoa Tết những thứ hiện tại thì cũng vẫn chưa biết đến cái dòng hoa này, thì anh em có thể mà khi mà xem video của mình mà cảm thấy nó muốn phát triển mô hình hay là muốn mua thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại Zalo của mình nhá, 0988927081, để liên lạc trực tiếp với mình. Toàn bộ khu vườn này là do chính bản thân mình vận hành và sản xuất, thế nên là anh em hãy liên hệ trực tiếp cho mình nhá. Nhiều anh em thì khi rồi các bác các chú đến nhà mình chơi thì không nghĩ đây là khu vườn do chính tay mình trồng đâu, vì mình vẫn chưa lấy vợ mà. Hôm nay thì ngoài bán cái nô cây giống này thì còn mình cũng bán một cây mai rất là to, cái mai gọi là hàng cổ thụ rồi ấy. Đấy. Đây các bác này, cây này là mình trồng được 12 năm nhưng mà chưa tính cái lúc mà mang cây từ rừng về, thì lúc mang về nó cũng rất là nhỏ thôi, không không to lắm, nó chỉ bằng ngón tay ngón chân. Thì mình trồng là được 12 năm. Hồi đấy còn rất là nhỏ không biết gì, thì cứ thấy các bác các chú rồi các anh đi rừng nhổ về thì cũng mang về theo. Rồi là bố của mình đã mua lại của mọi người để phát triển. Thì đấy là một cơ duyên đối với mình. Như cây này đấy, vành khá là to, hơn 40 nhá anh em nhá. Bầu đào rất là đảm bảo, anh em thấy đây. Cây mai này nếu mà để một cây chỉ cần ở trước nhà thôi thì chơi quanh năm, gọi là chơi quanh năm rồi là chơi hết đời được luôn. Đấy. Rất là đẹp để xem trong khuôn viên những cái nhà mà có khuôn viên trước cửa rộng ấy, nở hoa Tết thì rất là tuyệt vời rồi. Cây rất là to nên giá trị nó cũng phải tương đối với cây nhé các bạn nhé. Sau khi mà khoanh bầu xong, đào bầu xong như này thì sẽ tiến hành bó lưới rất là cẩn thận. Như cây này khi đánh thẳng ấy, thì thường thì mình vườn mình sẽ cho gửi lại tầm một vài tháng, thì để là mục đích là khi mà khoanh này để cho cái rễ tơ nó ra thì anh em mang về thì trồng rất là đảm bảo, sống là 100%, chứ không phải nhất thiết là phải vận chuyển đi ngay. Như cái này thì hiện tại là chú ấy đang tiến hành đan thép giúp mình đây. Đối với những anh em, các bác, các chú ở xa, nếu mà có nhu cầu mua mà không đến trực tiếp được vườn thì mình hoàn toàn có thể mang đến tận nhà cho được nhá. Còn cây mà khi mình bán thì nó có chi tiết vanh, số đo tất cả rồi, thông số đầy đủ mà. Thế nên là mọi người có thể hình dung ra nó rất là dễ. Như cây này thì tán nó rộng vào 3 mét, hơn 3 mét. Chiều cao của nó là cây này là được cũng hơn 3, chiều cao cũng hơn 3 mét luôn.
toàn hoại. Nhẹ. Hết cả hứng.